bí mật 500 thu hút tiền cực mạnh. Tiền là một dạng năng lượng, bạn sẽ không nhận được dòng tiền dồi dào nếu bạn không dành cho nó cái sự hạnh phúc. Khi nghĩ về cái thời điểm mà bạn dùng tiền của mình để mua một cái thứ gì đó đắt đỏ, bạn đã có những cái suy nghĩ gì tại cái thời điểm đó? Ngay khi bạn lo lắng rằng tiền sẽ biến mất khỏi bạn, bạn nghĩ rằng là bạn sẽ hết tiền để tiêu, thì ngay lúc đó bạn đang phát ra một cái tần số của sự thiếu thốn. Và luật hấp dẫn thì khi bạn phát ra tín hiệu gì tới vũ trụ thì bạn sẽ thu hút cái vấn đề đó đến với bạn. Bạn càng lo lắng không đủ tiền tiêu thì nó sẽ càng thu hút càng nhiều vấn đề đến để bạn tiêu hết cái số tiền mà bạn đang có luôn và âm luôn cơ. Lý đã gặp tình trạng này rồi. Lý đã trải qua một ngày là phải thanh toán rất là nhiều hóa đơn nhưng không biết ơn và chúc phúc cho số tiền đó, nên là nó dẫn đến nhiều vấn đề khiến cho mình cần phải tiêu hết số tiền mình đang có luôn. Nếu bạn không có đủ tiền, vì cái việc thanh toán cái hóa đơn có thể là một trong những cái điều mà khó khăn nhất, nhưng nếu bạn càng phàn nàn về các hóa đơn sao mà nhiều thế, tiền điện tháng này sao mà cao thế, khi bạn phàn nàn thì tiền nghĩ là bạn không yêu tiền và tiền nó càng né bạn, càng chạy xa bạn nhiều hơn. Nhưng khi không đủ tiền, thông thường thì chẳng có thể nào mà có cảm xúc biết ơn được, đúng không? Nhưng bạn hãy làm điều ngược lại, là biết ơn những cái hàng hóa và những cái dịch vụ mình đã nhận được từ những cái hóa đơn đó. Giống như điện thì mình hãy biết ơn cái dòng điện vì mình đang được sử dụng cho máy lạnh, quạt, và mình nấu nướng, mình thắp sáng. Và tiền bạc thì nó như một cái nguồn nước, nó thích sự lưu thông. Và để nhận được nhiều hơn thì chúng ta cần phải chúc phúc nhiều hơn. Chúng ta phải tạo ra nhiều giá trị hơn và hạnh phúc hơn khi tiêu tiền. Hãy nghĩ về những cái lợi ích mà sau khi chúng ta tiêu tiền và hãy biết ơn nó. Và hãy nhớ khi bạn tiêu tiền, bạn càng hạnh phúc bao nhiêu thì bạn sẽ nhận được về nhiều hơn bấy nhiêu. Và bạn đã biết viết bức thư tình gửi cho tiền chưa? Bạn có muốn nhận bức thư tình gửi tiền thì hãy comment lại là tôi yêu tiền.